vui học cùng gấu bố. Nhận biết vị trí 2. Đoán xem con gà ở đâu nhé. Đó ở trước cái thùng. Đoán xem con chuột ở đâu nhé. Đó ở sau cái thùng. Vịt con nào ở trước vịt mẹ vậy ta? Con ếch nào ở sâu tảng đá vậy nhỉ? Đoán xem con chó ở đâu nhé. Có ở bên phải quả bóng. Đoán xem con mèo ở đâu nhé. Có ở bên trái quả bóng. Muỗng nào ở bên phải bánh kem nhỉ? Con chim nào ở bên trái cái cây ta? Hãy tìm những con vật ở phía trước bông hoa nhé. Gấu ghê nha. Hãy tìm những con vật núp sau các thân cây và bụi rậm nhé. Gấu ghê nha. Xe nào ở bên trái xe buýt vậy các bạn? Xe nào ở bên phải xe cứu thương vậy các bạn? Xe nào ở bên phải xe lửa vậy các bạn? Xe nào ở bên trái xe cứu hỏa vậy các bạn? Gấu ghê nha. Hãy đặt cái con vật và vị trí thích hợp nhé.
tớ bên trái mới ngang. Đặt tớ bên phải cái cây. Đặt tớ bên phải đống rơm. Đặt tớ bên trái giếng nước. Chơi vui quá đi mất. Lần sau lại cùng chơi nữa nhé. Ba mẹ ơi, sách này hay quá. Xem video đã vui, tương tác với sách lại còn vui hơn. Ba mẹ tải sách này về cho con chơi trên điện thoại, smartphone và iPad nha. Tải ứng dụng Box Kids trên App Store, appstore.vn, Google Play và Windows Store.